Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Phát PC. Như các bạn đã thấy thì mình đang ngồi tại một nơi hoàn toàn mới mẻ, thoáng mát hơn, rộng rãi hơn. Và đây là studio chính thức của Phát. Trong tương lai thì bọn mình sẽ tiếp tục sản xuất nhiều video công nghệ khác. Vì studio đã hoàn thành rồi thì hy vọng các bạn hãy bấm nút subscribe ở bên dưới để chúng ta có thể gặp nhau trong tương lai. Và trong video hôm nay thì mình giới thiệu các bạn 5 mẫu bo máy chủ mới đến từ hãng MSI. Đây là dòng Z370. Thì đây mình có 5 chiếc main, giá cả từ bình dân cho đến cao cấp. Chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra qua xem nó có gì hay, cũng như coi là unbox và giới thiệu xem một tổ chức năng về những cái mainboard này. Hãy cùng nhau bắt đầu. Ở đây thì mình có 5 chiếc đều là dòng series 370, Z370 cả. Thì chúng ta bắt đầu từ mẫu nào đi. Mình sẽ vứt bớt một số cái main này xuống. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng chiếc Z370 Pro PC. Xin lỗi, PC Pro. Đó. Và đây là mẫu bo chủ Z370 PC Pro, đen xì từ đầu đến chân. Thì tại Phát cũng có một số mẫu khác dòng Z370 nhưng mà mình không có trong video hôm nay, bởi vì nó không có hàng. Những cái ví dụ như kiểu dòng Z370M này hay là Tomahawk chẳng hạn thì cũng tông đỏ đen rất là đẹp, nhưng mà hôm nay không có hàng. Thì mình mới giới thiệu các bạn một số mẫu này. Ở đây đầu tiên chúng ta sẽ có chiếc Z370 PC Pro. Đây sẽ là dòng cơ bản nhất của series Z370, có giá khá là rẻ, từ 3,2 triệu. Thì nếu các bạn đang muốn nâng cấp lên cái dòng CPU mới của Intel thì có thể ngắm qua một số mẫu của MSI. Thì đã là nhà thiết kế linh kiện có tên tuổi rồi, cũng như là mức giá rẻ, nhiều tính năng. Đây là chiếc PC Pro, đen xì từ đầu đến chân. Năm nay MSI rất thích làm main kiểu đen như thế này, và mình cũng rất thích, bởi vì mình là người đơn giản, thích màu đen và trắng. Thì đây đúng là chiếc main màu đen và trắng luôn. Chúng ta sẽ có socket 1151 ở đây này. Các bạn sử dụng các chip Intel thế hệ mới của Coffee Lake. Và đây tản nhiệt cho MOSFET và phây điện. Chúng ta sẽ có 6 cái MOSFET ở đây. Không nhiều nhưng mà sẽ đủ dành cho các bạn nhu cầu cơ bản mà không ép sung quá cao. Chúng ta sẽ cổng 8 pin cấp điện cho CPU ở trên góc này, khá là cơ bản thôi, cổng 24 pin ở đây. Chúng ta sẽ có 4 cổng SATA nằm ngang và 2 cổng SATA nằm dọc. Ngoài ra thì cổng USB 3.0 cũng được nằm ngang như này, thì các bạn sẽ rất dễ cắm cổng USB ở đây. Thì các bạn không phải cắm thẳng vào nữa, xong rồi cong cái cáp ra, chúng ta có thể cắm vào đây luôn, rất là thiết kế hay. Vì đây là dòng mainboard mainstream, tức là giá cả bình dân, thì các bạn sẽ không có led lủng gì cả, không có RGB. Chúng ta chỉ có mainboard này thôi, nhưng cái đen xì thì các bạn rất dễ lắp vào cái bộ máy để show linh kiện bên trong, và màu đen rất là dễ kết hợp. Về cái phần cổng I/O của chiếc main này, chúng ta sẽ có một điều khá ngạc nhiên là mình cũng không nghĩ là vào năm 2017 dòng Z70 chúng ta vẫn sẽ cổng VGA ở trên main. Có VGA, có DV và có cả HDMI luôn. Thế này anh em có thể dùng sẵn card onboard nếu mà chờ đợi một card đồ họa, trong khi mà Bitcoin đang giá quá cao, card đồ họa càng khó mua thì các bạn có thể dùng tạm card onboard. Vẫn sẽ cổng PS2 combo cắm cả chuột bàn phím, 2 cổng USB 2, 4 cổng USB 3. Ở đây là cổng USB 3.1 Type A và USB 3.1 Type C. Cái cổng này là Gen 2, tốc độ khá là cao, và cổng âm thanh khá là cơ bản 5.1 đây. Chúng ta chỉ có 3 chân âm thanh mà thôi. Mà năm nay thì MSI họ rất là nhấn mạnh vào âm thanh, tức là high quality audio. Mình thấy tất cả các dòng main họ đều giới thiệu với cả cái chipset audio mới có chất lượng âm thanh cao, và cũng như là cái tốc độ USB cao hơn rất là nhiều. Ở trên chiếc main này chúng ta sẽ cùng 2 cổng M2 SATA và PCIe. Đây, một cổng ở chỗ này, một cổng ở đây. Thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 2 khe PCIe Express 16X. Các bạn có thể chạy AMD Crossfire trên cái main này. Cái main này thì không hỗ trợ LE nên các bạn phải nhớ nhá. Pro PC không hỗ trợ LE. Và đó là chiếc main đầu tiên có giá 3,2 triệu, khá là cơ bản. Đây là kích thước ATX cơ bản này, các bạn có thể lắp vào hầu hết các cái vỏ cây mid tower. Đến với đối tượng thứ hai trong video này, chúng ta sẽ có chiếc Z370 SLI Plus. Như cái tên có lẽ các bạn đã hiểu rồi, là cái mainboard này hỗ trợ hai cạc đồ họa SLI hoặc là ba cạc đồ họa dòng AMD, AMD Crossfire 3 cạc, hoặc SLI thì 2 cạc. Và cái dòng main này lên mức giá một chút, khoảng tầm 4 triệu cho SLI RGB xung quanh main, khá là hay, và vẫn sử dụng DRAM 4 và những tính năng cơ bản đều có hết. Và mình sẽ cùng nhau mở cái hộp này ra. Cái hộp trước của cái chiếc PC Pro thì mình không mở phụ kiện, bởi mình nghĩ là nó không gì đặc biệt. Chiếc main này hy vọng sẽ có nhiều thứ hơn. Rồi, và đây là chiếc main SLI Plus Z370 của MSI. Thì các bạn thấy nhìn thấy ngay cái khác biệt so với cái chiếc PC Pro. Thì các bạn thấy là chúng ta sẽ có cái phần miếng chắn cho cổng I/O đây, nhìn rất là đẹp. Và các bạn sẽ có đến 3 chân cắm PCIe Express 16X. Cái này thì như mình đã nói là hỗ trợ 2 cạc SLI của Nvidia hoặc là 3 cạc AMD Crossfire. Và chúng ta sẽ có công nghệ Audio Boost với chất lượng âm thanh rất là cao ở đây. Và cái phần tản nhiệt cho chipset nằm chỗ này, nhìn nó cơ bản hơn, nó không nhiều gamer lắm. Và chúng ta vẫn sử dụng tản nhiệt MOSFET trên này. Và các bạn thấy số lượng MOSFET ở trên cái
bên này nó nhiều hơn hẳn so với cả chiếc PC Pro. Ở đây chúng ta đã có 2, 4, 6 và đây là 4 cái nữa, là tổng cộng 10 MOSFET khác nhau. Và trước bên này thì các bạn sẽ có 4 khe DRAM 4, và nếu mà xung nhịp cơ bản của nó sẽ là 2400 MHz, và các bạn hoàn toàn có thể ép xung lên 4000 MHz. Nếu như mình theo như mình biết thì 4000 MHz bây giờ là cái xung nhịp cao nhất của DRAM 4 có thể đạt được, thì chiếc máy này hỗ trợ ép xung lên cao đúng như vậy luôn. Và về số cổng M2 để cắm SSD, chúng ta sẽ có 2 cổng. Các bạn sẽ ở đây có 6 cổng SATA, và 6 cổng SATA này đều quay sang bên cạnh chứ không nằm dọc. Cái này cắm thì đỡ bị lòi lòi lên trên bên. Cổng 24 pin ở đây này. Chúng ta sẽ có thêm 2 phê điện nữa bên cạnh khe RAM. Và các bạn sẽ có cổng 8 pin cấp điện CPU ở chỗ này. Và từ chiếc PC Pro lên chiếc Z370 SLI Plus này thì anh em mình sẽ có luôn cả LED RGB xung quanh cái phần tản nhiệt cho chipset này, và sẽ xoay quanh main, chúng ta sẽ có đèn LED RGB. Cái này khá là hay, nếu bạn muốn sâu màu mè trong cây thì cái main này nó sẽ phát sáng được. Và cũng từ cái việc là main nó có nhiều phây điện và MOSFET ở xung quanh CPU hơn thì sẽ cấp điện CPU nhiều hơn, giúp cho bạn ép xung một cách khá là thoải mái. Và mình nghĩ là với cái main này anh em hoàn toàn có thể sử dụng để làm cho một cái máy chạm này, để dựng video, làm việc render hoặc là chơi game, ép xung khá là thoải mái khi cả RAM và CPU đều có thoải mái điện năng để mà ép xung. Và chiếc main này thì hãng cũng tặng chúng ta một cầu SLI có hình con rồng ở đây, khá đẹp. Mặc dù vẫn lộ mấy cái chân hàn đấy, nhưng mà ít ra chúng ta có cầu SLI hình con rồng. Này anh em nếu mà chạy 2K thì cắm cái này vào khá là ok. Di chuyển lên thêm một chút nữa, chúng ta sẽ đến với dòng Z70 Great Gaming, gọi là dòng mainboard vẩy rồng. Nhìn khá là chất chơi người rơi, nhưng mà mình nghĩ là không phải ai cũng thích kiểu dáng này, nên là tùy khẩu vị anh em thôi. Và đối với mình thì mình thấy nó ok, khá đẹp, bởi vì cái vẩy rồng nó đen trắng thì nó không có cái gì màu mè quá cả. Và với cái bên này thì các bạn nhìn thấy luôn, ngay từ chữ Great Gaming thôi nó đã có cái màu sắc loè loẹt RGB này rồi, thì tức là cái main này có LED RGB sẵn ở trên main. Và với cái main này thì các bạn sẽ có cái công nghệ mà MSI họ là DRAM 4 Boost 1.6x, tức là đại khái là xung nhịp ấy, sẽ được ép xung lên cao hơn 1.6 lần so với các cái nhà sản xuất main khác. Và chúng ta sẽ có một cái dấu đóng ở trên hộp là Military S-Class, đại khái là linh kiện rất là cao cấp, linh kiện của dạng quân sự ấy. Chúng ta sẽ có khả năng VR ready đó. Vậy thôi, cái hộp nhìn nó cũng đã có vẩy rồng trên rồi, rất là chất các thứ. Đây, các bạn thể nhìn thấy là cái main nằm trong hộp nhìn nó rất là ngầu và đẹp trai như thế này. Đen xì, logo MSI hình con rồng đây, và nhìn kiểu vẩy vẩy các thứ, rất là chất chơi người rơi. Và chúng ta cũng có cái tấm chắn xung quanh IO như thế này, rất là đẹp. Và hai cái khe PCI Express 16X nằm ở trên đầu ấy, chúng ta sẽ được bọc kim loại để gia cố chắc chắn hơn. Điểm cộng với phụ kiện của chiếc Z370 Great Gaming này so với hai cái main trước mình vừa mới nói là họ tặng thêm một cái tờ sticker như này. Tức là cái giấy để đánh dấu các loại dây ở trong máy. Nếu khi bạn đi dây ở đằng sau máy, đèn led, đèn lủng hay là các thể loại quạt, bơm nước, bơm niếc, thì các bạn có thể lấy cái miếng sticker này dán vào và đánh dấu. Thì sau mở vỏ cây ra kiểm tra dây dợ các thứ thì chúng ta có thể biết luôn là dây nào, không phải tìm đến tận đầu của đầu dây bên kia. Chúng ta vẫn sẽ có cầu SLI cắm 2 cạc ở đây. Và cái bên này thì cũng hỗ trợ chúng ta là 2 cạc SLI hoặc là 3 cạc AMD Crossfire. Không biết các bạn có thấy thiếu thiếu cái gì không, nhưng mà mình thấy ở cái phần khe IO này nó hơi trống cả một khoảng như này. Thì các bạn vẫn sẽ có một cổng PS2 combo cả chuột và phím dành các thiết bị đời cũ, 2 cổng USB 2.0, 4 cổng 3.0 và 2 cổng 3.1, trong đó một cổng Type A và một cổng Type C. Đây là 3.1 Gen 2 nhá, khá là ngon, tốc độ cực kỳ cao. Cổng kết nối xuất hình thì chúng ta sẽ có DVI và HDMI, không có VGA như chiếc PC Pro lúc đầu tiên. Chúng ta sẽ có cổng audio 7.1 và cả cổng quang luôn. Và cái main này đương nhiên là có hỗ trợ audio boost, chất lượng âm thanh rất là tốt. Và cái số MOSFET phê điện đây thì chúng ta vẫn sẽ có 10 cái phê điện để cung cấp điện cho CPU. Nhiều hơn so với chiếc Pro PC Gaming, nhưng mà chỉ bằng chiếc LA Plus thôi. Và cái phần tản này là một kim loại rất là chất. Và khe RAM chúng ta vẫn sẽ có 4 khe RAM và hỗ trợ DRAM Boost giống chiếc LA Gaming, nhưng mà khe RAM được làm đen trắng thì rất là đẹp. Và về số cổng SATA, chúng ta vẫn sẽ có 6 cổng SATA. Và vì cái main này nó có đến tận 6 cổng PCIe, trong đó 3 cổng 16X và 3 cổng 1X, thì anh em hoàn toàn có thể dùng cái main này chạy Bitcoin. Nhưng mà mình không khuyến khích anh em sử dụng cái main có giá khoảng quanh 4 củ rưỡi để chạy Bitcoin, nhưng mà nếu muốn thì vẫn có thể chạy được. Và về số cổng M2, chúng ta vẫn sẽ có 2 cổng M2 vẫn ở vị trí quen thuộc là cạnh khe PCI Express đó. Và đây là chiếc Great Gaming Z70. Chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cái đối tượng tiếp theo có giá cao hơn một chút. Chiếc main thứ tư trông nhỏ nhỏ này thôi, nhưng mà giá cao hơn cả ba chiếc main mình vừa mới kể đến. Đây là chiếc Gaming Pro AC. Chữ AC nếu các bạn thắc mắc thì nó là cái tắt của AC trong từ Wi-Fi đó, Wi-Fi AC đó. Thì cái main này chúng ta cũng sẽ có anten Wi-Fi tặng kèm, có LED lủng xung quanh nhưng mà không phải RGB, LED màu đỏ thôi. Và chúng ta vẫn sẽ có 4 khe RAM hỗ trợ lên xung nhịp 4000 MHz OC. Đấy, rất là cao.
Mình thì mình cũng không biết bao giờ mới đủ tiền để mua RAM, bởi vì giờ RAM đang giá đắt như vàng. Nếu mình nhớ không nhầm thì giá RAM tầm này so với năm ngoái đắt gần gấp đôi. Nên là anh em mua RAM tầm này mà mua RAM 4000MHz mình cũng khá là chát đấy. Xem nào, chúng ta sẽ cầu Crossfire. Ở đâu đây, cầu SLI, Crossfire bây giờ không chơi với cả kiểu cáp nữa rồi. Chúng ta có anten Wi-Fi. Đó, những thành này có thêm ngoài những cái cơ bản ra này, khe chắn main, cáp SATA, cáp LED lủng các thứ. Và đây là chiếc Gaming Pro AC, trông khá là nhỏ gọn và xinh xắn, rất thích hợp dành cho anh em nào thích build cây nhỏ, kiểu dạng build trong cái vỏ NZXT Manta này hoặc là Razer Coupe này. Đấy, rất nhiều cây nhỏ nhỏ xinh xinh nếu anh em muốn, và nó có Wi-Fi luôn. Mình cũng không biết là liệu cái tính năng Wi-Fi nó có hữu dụng hay không, bởi vì phần lớn máy để bàn đều cắm mạng LAN rồi. Nhưng mà có một phần không, thì kiểu anh em có thể gắn vào một số cái vỏ cây nhỏ nhỏ đem đi mạng LAN để chơi game hoặc là để di chuyển đến một cái vỏ khác thì dùng Wi-Fi sẽ tiện dụng. Còn nữa mình thì mình lúc nào mình cũng sẽ cắm mạng LAN thôi. Chúng ta sẽ có 4 cổng PCIe, thì trong đó là 2 cổng 16x cũng được bọc kim loại để gia cố cho chắn hơn. Và trông nhỏ nhỏ này thôi, vẫn có 2 khe M2. Và phây điện của nó xem nào, vẫn có đến 10 cái MOSFET cung cấp điện. Đó, rất là bá đạo, vẫn có MOSFET cung cấp điện cho RAM. Chúng ta có 4 cái RAM xung nhịp cao nhất, OC là 4000MHz này. Và có 4 cổng SATA thôi, không nhiều như 6 cổng SATA, bởi vì cái cỡ main nó nhỏ, không cắm được nhiều. Về cái phần khe IO ấy, thì nhìn khá là chất, các bạn thấy không? Màu đỏ. Chúng ta sẽ có 6 cổng USB. Ở đây thì sẽ có 4 cổng 3.0 và 2 cổng 3.1 Gen 2. Trong đó một cổng Type-C, cổng mạng LAN đấy màu đỏ, QL LAN thì rất là chất. Và khá là bất ngờ khi có đến 2 cổng PS2 tách biệt để hỗ trợ cho chuột bàn phím đời cũ. Mình không hiểu tại sao làm cái này, bởi vì phần lớn bây giờ người ta dùng đều dùng USB bây giờ, bởi vì USB bây giờ bàn phím cũng có thể Angular Rover rồi. Và cái kết nối tốc độ nó cũng nhanh rồi, không cần cổng PS2 đời cũ nữa. Mà chiếc Pro Gaming AC này vẫn làm cho ta 2 cổng PS2 riêng biệt dành cho cả chuột và bàn phím. Và đương nhiên đây là 2 cái ổ cắm anten Wi-Fi và cổng âm thanh 7.1 và cả cổng quang luôn. Và cái bên này đương nhiên có audio boost. Đó, cũng có khe chắn dành cho phần IO, nhìn rất là chất, mà cái này bằng nhựa thôi. Rồi, chém gió vậy là xong với chiếc Gaming Pro AC. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển đến cái thành viên đắt nhất, cao cấp nhất trong cái số main Z70 mình giới thiệu ngày hôm nay. Và thành viên có giá cao nhất trong năm chiếc main mình giới thiệu ngày hôm nay sẽ là cái chiếc Z70 Gaming Pro Carbon AC. Đọc khá là đầy mồm và mình đã tốn hết thời gian để thuộc hết tên mấy cái main này mà không cần nhìn. Thực ra vẫn phải nhìn thôi vì tên nó dài quá. Và chiếc main này sẽ có gần như tất cả các tính năng mà cái main kia nó có, cao cấp nhất luôn. Các bạn sẽ có nhiều cổng PCI Express để chạy nhiều card, các bạn sẽ có LED RGB xung quanh viền và cả trên phần miếng chắn IO luôn. Các bạn sẽ có cả Wi-Fi, có cả Bluetooth, có cả Sound Boost, có cả RAM ép xung lên 4000MHz. À mà đấy, nhân tiện nhắc cái RAM 4000MHz thì nhiều nhầm thì tại Western Fast đã có kit RAM của G-Skin lên đến 4200MHz. Nếu anh em có hầu bao dùng dịch thì có thể mua nhá. Để chúng ta cùng nhau mở hộp. Wow, cái main này mở ra phát là thấy khác biệt luôn so với ba cái main, bốn cái main kia. Là MSI họ tặng luôn 3 cái dây đèn LED RGB. Wow, rất là chất luôn. Tặng luôn 3 dây đèn LED RGB. Cái này dính xung quanh cây luôn, 3 cái các bạn ạ. Chất vãi, cái này không em phải mua cũng phải mấy lít ở ngoài đấy. Mà chưa kể LED xịn của hãng tặng nữa thì chắc chắn nó sẽ ngon hơn nhiều so với LED phải đi mua ngoài. Rồi, chúng ta sẽ có main ở đây. Ở đây chúng ta sẽ có cái cạc Wi-Fi và Bluetooth riêng, chứ không thích hợp luôn trên main giống như kiểu chiếc Z370 Pro Gaming AC. Thì cái main này họ sẽ có gắn một cái cạc PCI Express X1, thì các bạn có thể gắn vào đằng sau main chứ không phải làm luôn lên trên main. Kiện đương nhiên có anten rồi, các bạn sẽ có cầu SLI và khe chắn main làm chắc hơn một chút là chúng ta có tông đỏ đen để khe chắn main luôn. Vâng, và đây là chiếc Gaming Pro Carbon AC đen xì từ đầu đến chân. Và các bạn nhìn thấy cái phần cổng IO ấy, phần khe chắn này nhìn rất là trâu bò, rất là đầy đặn. Và cái tản này làm cả một cục kim loại dày đặc luôn. Và ở ngay dưới cái phần này, khe này sẽ có đèn LED RGB phát ra. Và cả đây luôn, làm luôn cái đèn LED RGB ở trên phần tản nhiệt cho chipset và phần khe chắn main. Và cái hay nữa là cái phần khe M2 này họ làm luôn cái miếng tản nhiệt là cái miếng kim loại chắn ở trên. Ví dụ anh em mua SSD cho cái bộ máy mà kiểu SSD màu xanh lá cây, màu xanh lam chẳng hạn, nhìn nó không xuyệt tông, tông tơ tông lắm, thì anh em có thể gắn luôn miếng kim loại lên. Một phần là nó sẽ che đi cái màu của SSD, nhìn nó sẽ đồng bộ hơn, và cái phần nữa là sẽ tản nhiệt cho SSD luôn, mát mẻ hơn một chút. Và các bạn sẽ có 6 khe PCI Express, trong đó thì có 3 cổng 16x và 3 cổng 1x, thì 2 cổng trên sẽ được làm bằng kim loại. Đó,
bọc lại gia cố. Và còn gì nữa nhỉ, chúng ta sẽ có 6 cổng SATA. Lúc mình nghĩ là cái main cao cấp này thì có tầm 8 cổng cơ hay 10 cổng thôi, mà không, chúng ta chỉ có 6 cổng thôi. Các bạn sẽ có 2 cổng SATA dựng đứng như thế này và 4 cổng SATA nằm ngang. Và chúng ta sẽ có 4 cái RAM và cả 4 cái RAM đều bọc kim loại, nhìn chất đừng hỏi luôn. Cổng 24 pin ở đây chúng ta vẫn sẽ có 10 phây điện và rất nhiều tụ xung quanh. Cổng 8 pin hỗ trợ điện cho CPU nằm trên góc bên này. Đó. Nhìn tổng thể cái main này nhìn nó chất và đắt tiền hơn rất nhiều so với các cái main kia. Mặc dù không có gì quá là màu mè đấy cả, đen xì thôi, mình nhìn rất là chất, rất là trâu bò. Về phần cổng IO thì chúng ta sẽ có khá là nhiều màu đen và đỏ ở đây. Các bạn vẫn sẽ có cổng PS2 combo hỗ trợ cho bàn phím và chuột đời cũ. Cái này thì mình không quan trọng lắm. Hai cổng USB 2.0, có 4 cổng USB 3.0, 2 cổng USB 3.1 Gen 2, trong đó có 1 cổng Type-C và 1 cổng Type-A. Cái này thì các bạn quá quen thuộc rồi, tất cả trên main kia đều có. Về cổng xuất hình, chúng ta sẽ có luôn DisplayPort nằm trên main. Đó, khá là hay. Và cổng HDMI, âm thanh 7.1 audio và cổng quang. Và cái main này thì đương nhiên là có LED RGB bao quanh rồi. Và như mình đã nói là các bạn muốn có Wi-Fi và Bluetooth 4.2 thì phải cắm vào các mở rộng nằm trên main này. Và cái phần RAM này cũng hỗ trợ xung nhịp lên rất cao, lên 4000MHz. Nếu anh em có tiền thì có thể mua RAM cao cấp gắn vào đây. Vậy là vừa rồi mình đã chia sẻ với mọi người về 5 mẫu main mới đến từ MSI dòng Z370. Thì hy vọng các bạn đã có thêm những kiến thức cơ bản cũng như là có thêm những lựa chọn về dòng main mới dành cho chip Coffee Lake mà các bạn chuẩn bị sẵn trong tương lai. Từ bên trái sang bên phải sẽ là những cái main từ nhẹ nhàng nhất cho đến cao cấp nhất. Chúng ta sẽ có chiếc Z70 PC Pro này, Z70 SLI Plus này, Z70 Create Gaming này, chiếc Pro Gaming AC này, và chiếc đắt nhất sẽ là Z70 Gaming Pro Carbon AC. Thì hy vọng anh em cảm thấy video này hữu ích và vui vẻ. Thứ hai thì nhớ bấm like cũng như subscribe với kênh Quán Phát PC. Hẹn gặp lại mọi người trong các video khác.